Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về làm thế nào, cái câu hỏi các bạn hãy đặt là làm thế nào để nhớ các cái nốt ở trên cần đàn. Thì tôi sẽ không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi này, mà tôi sẽ đi về cái bản chất của cái câu hỏi này. Tại sao lại như vậy? Tại vì tôi cũng đã mắc vô số cái sai lầm. Khi mà chúng ta làm một cái việc ấy, chúng ta đặt một câu hỏi, nó cái bản chất của câu hỏi đó nó không có lợi hoặc là nó đi chệch hướng, thì sau đó chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian mà nó không mang lại một cái hiệu quả gì. Thành ra bây giờ khi mà tôi tập ấy, thường là tôi không có cầm cái đàn này nhiều đâu, mà đa số tôi cũng tập cái gì ấy, tôi dành cái thời gian tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và khi mà tôi tương đối rõ về cái mục đích và cái cách thức rồi, thì bắt đầu tôi tập và tôi trong quá trình tôi xem là liệu như vậy nó có đúng hay không, cái cách tập của mình liệu nó có trả lời được cái câu hỏi mà mình đặt ra hay không, và nó có đi chệch hướng, nó có hỗ trợ cho cái mục đích của mình hay không. Bởi vì cái mục đích của mình là gì? Là chơi nhạc cho nó thoải mái, chứ nó không phải để làm gì hết. Thí dụ như các bạn biểu là làm thế nào để biết hết được cái nốt ở trên cái cần đàn này thì để làm gì, đúng không? Chắc chắn để các bạn chơi đàn kiểu gì thì kiểu nó phải phục vụ cho cái mục đích đó, chứ không phải để tôi đi ra biểu ông thấy không, tôi biết cái nốt đô ở đây, nốt đô ở đây, nốt đô ở đây, để làm gì? Chẳng để làm gì đó. Thì bây giờ tôi cứ cho là có một cách nào đó các bạn bỏ mấy tháng trời này, các bạn nhớ được hết nốt này, thí dụ như nốt đô đi, đô ở đây, rồi ở đây, rồi ở đây, rồi ở đây, rồi đây, đây, ở đây thì tôi mò thôi chứ còn thật ra chẳng bao giờ ở đây hết. Hoặc là đô, đô, đó. Rồi sao nữa? Rồi có đây để làm gì? Cũng chính cái nó cũng giống như này, giống như là các bạn biết hết các từ, tôi cứ cho các bạn học tiếng Anh, các bạn biết hết các từ ở trong từ điển, rồi sao nữa? Các bạn sử dụng được không? Không sử dụng được. Các bạn nói được không? Nói được. Người ta nói các bạn nghe được không? Chắc chắn không nghe được. Các bạn đọc hiểu không? Chắc chắn không hiểu được. Tôi cho các bạn tra hết, các bạn biết hết các từ luôn, nhưng các bạn sẽ không hiểu người ta nói gì. Thì ở đây nó cũng như vậy. Các bạn có thể biết hết tất cả các nốt, mà cái này nó dễ, nó có 12 nốt như vậy, đúng không? Cái trên cái guitar nó hơi khó hơn cái piano một chút. Piano thì giả sử các bạn đọc bản nhạc thì ở một cái nốt vào chỗ đó nó chỉ có một cái phím này thôi, đúng một phím đó, không có một cái phím khác cả, thì nó tương đối nó dễ hơn về chuyện đọc nốt nha. Rồi để mà tôi nói thì vậy làm gì, để các bạn thấy là cái chuyện mà các bạn cố sức các bạn đi học để biết hết tất cả các nốt ở trên cần đàn này nó chẳng được cái gì cả, vì bản chất của nó không giải quyết bất cứ một thứ gì cho các bạn khi mà chơi nhạc hết. Rồi đó là tôi đã tiết kiệm cho các bạn mấy tháng trời, các bạn cứ ngồi các bạn và nhớ một hồi nhớ rồi lại quên, nhớ lại quên thôi. Thế bây giờ các bạn lại nói tiếp với tôi là nhưng mà tôi biết cái đó để mà tôi đọc cái bản nhạc chẳng hạn. Các bạn đọc bản nhạc các bạn biết khó nhất gì không? Khó nhất là đọc tiết tấu chứ không phải đọc nốt. Nốt ai cũng đọc được hay đấy. Các bạn không tin, các bạn hỏi mấy người đang chơi piano. Tại vì cái piano, cái như tôi nói, cái đọc nốt nó sẽ dễ hơn, cái nốt nào cũng dễ hơn, nhưng mà cái tiết tấu mới là khó. Đọc bao giờ chúng ta cũng đọc tiết tấu trước, chứ mà không bao giờ đọc nốt hết, bởi vì chuyện nốt là chuyện dễ đó. Thì một lần nữa, nếu các bạn đi đọc nốt, các bạn dùng biểu là tôi phải biết hết, là lại một lần nữa đi chệch hướng, thấy chưa? Rồi, thế bây giờ tôi cứ cho là các bạn biểu là bây giờ tôi cũng cần phải biết, ông nói vậy rồi nhưng mà tôi cũng cần phải biết cái nốt nào đấy. Rồi biết rồi, lại tiếp tục. Các bạn chơi nhạc thì nhạc là gì? Nhạc là âm thanh. Tôi đã nói nhiều lần rồi, các bạn biết cái nốt mi nó chẳng để làm gì hết, một khi các bạn không nghe được nó. Cái nốt mi đó cũng giống như một từ vựng, một từ nó đứng một độc lập, nó chẳng được một cái gì hết cả.
không có ai làm được, không ai đánh nó mì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? Không có một cái ý nghĩa gì cả. Đó, khi các bạn chơi nhạc hay các bạn đọc nhạc, ngay cả các bạn đọc bản nhạc nha, có nghĩa là không nghe được gì hết mà chỉ có người ta đưa ra mình đọc, thì đầu tiên về mặt nốt các bạn đọc cái gì trước? Các bạn đọc đọc cái khóa và nhìn có bên kia có là cái khóa gì. Đó, giả sử nó không có khóa gì hết thì các bạn biết là nó là đô trưởng hoặc là thứ, đúng không? Thì cái lúc đó có nốt mi, giả sử nó xuất hiện ở trên cái đó đi, thì các bạn phải giả sử nó là trong đô trưởng đi, thì cái mối liên hệ giữa cái nốt mi này nè và cái này nó khác. Đó, trong chúng ta đang ở trong đô trưởng, và nếu chúng ta nhìn qua chúng ta thấy là một dấu thăng chẳng hạn, thì là chúng ta biết nó là gì, là hoặc là sò trưởng hoặc là mi thứ, thì lúc đó nốt mi này nó lại là khác. À, đó. Và nếu chúng ta nhìn qua, giả sử chúng ta nhìn lại thấy một nốt dạng, thì đó lúc chúng ta biết hoặc là rê thứ hoặc là pha trưởng, thì lúc đó nốt mi này nó lại khác. Đó, nó so lúc đó cái nốt mi này nó so với cái âm dụ của nó lại khác. Trên cái nốt mi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Các bạn phải nhìn nó ở trong một cái context, một cái bối cảnh. Ở đây nói ở trong cái giọng, nó ở trong cái giọng gì, các bạn phải liếc qua cái đoạn, liếc qua ông kia biểu, là giả sử là nó, cho nó dễ nhìn, nó không có một cái dấu thăng dán gì cả ở trong cái khóa nó, thì chúng ta biết là hoặc là đồ trưởng hoặc là thứ, và sau khi chúng ta nghe chúng ta biết, giả sử chúng ta biết là thứ đi, bây giờ có nốt mi này. Đó. Cái nốt ở đây các bạn nhìn nó không có khó, tại vì một cái nốt các bạn mò một hồi nó cũng sẽ có thôi, nhưng học cái đó chẳng đi làm gì hết đâu. Bây giờ nó ở trong cái bối cảnh nó là ở trong một cái bài một giọng là thứ, đúng không? Thì chúng ta biết đây là nốt mi ở đây, trong là thứ chúng ta biết chỉ đồ rê mi fa si đô rồi. Thì các bạn nhớ nốt, nhớ giả sử là chúng ta đánh như này, ở đây là thứ đây đi, thì chúng ta biết đây có bốn nốt rồi, là thứ bảy đi, là đô mi so là chúng ta có bốn nốt ở trong hợp âm la thứ, là một âm hợp âm xem như cái nhà của nó, the root là thứ này, chúng ta là thứ bảy, chúng ta bốn nốt rồi, thì nó còn ba nốt nữa, ba nốt nào thì chỉ còn một quãng D quãng hai là nốt C, quãng bốn là nốt rê, quãng sáu là nốt pha, hết. Còn đây là thuộc hợp âm la thứ rồi, vì là đã có bốn nốt rồi, chỉ còn ba nốt nữa thôi. Ba nốt nó thường là những nốt ở tension, đúng không? Chúng ta có thể lý luận vậy, ví dụ nốt rê và nốt pha là hai nốt chính của hợp rê thứ, rê thứ là cái tension. Khi các bạn đánh nốt này nha, là các bạn phải biết căn bản rồi. Thì tôi nói này không phải để cho những các bạn lần đầu bắt đầu học đàn thì các bạn sẽ chẳng hiểu gì đâu. Này. Thì khi các bạn đã hỏi cái câu là nốt nào ở đâu, là các bạn phải biết cái căn bản rồi, cái căn cơ chúng ta phải nắm. Thì ngay cái chỗ này nè, ngay cái khu vực này của cái cần đàn đi. Ví dụ như từ cái gọi là fret số 5, số 6, số 7 đi, và số 8 đi. Đó. Cái chỗ này chúng ta đặt tay đây là chúng ta phải biết đó là những cái nốt nào ở đây rồi. Rất dễ, vì nó chúng ta thông qua cái chúng ta hay sử dụng là gì, là cái hợp âm. Chúng ta nhìn vào cái hợp âm chúng ta đặt là chúng ta phải biết là cái quãng nào. Ví dụ như ở đây là la thứ thì chúng ta bấm ngay, đúng không? La thứ này thì chúng ta phải biết cái chỗ này là nốt mi là quãng 5. Có thể chúng ta không biết cái tên của cái nốt này, nhưng chúng ta biết đây là quãng 5, đây là quãng 3, đây là quãng 1, đây là quãng 6. Đó, vì chúng ta bấm như này. Đúng không? Đó.
Thì đó là cái cách mà bạn học nốt, học nốt phải ở trong một cái bối cảnh, một cái context của nó là ở trong một cái giọng gì, chứ không phải là linh ma linh tinh đó. Rồi để mà các bạn đọc trên bản nhạc cũng vậy, các bạn phải xác định, giả sử các bạn nhìn lướt qua cái bản nhạc, cái âm vực của nó cao thấp như nào, thì các bạn tìm ra cái chỗ nào là thuận tiện nhất. Ví dụ như là cỡ này, cao nhất nó khoảng cỡ này, lâu lâu nó lên đây chẳng hạn, thì các bạn biết nó ở đâu đây rồi đó, thì các bạn đánh ở đây. Nếu mà nó quá cao thì các bạn tìm ở một cái, ví dụ là ở đây chẳng hạn, thì các bạn phải tìm ở đây. Rồi cái đó là để bạn đọc bản nhạc, nhưng mà tôi không nghĩ là các bạn cần đọc bản nhạc nhiều, mà các bạn phải sử dụng cái lỗ tai nhiều đó. Tại vì tôi biết có nhiều bạn học đó, xong người ta cứ cho bản nhạc, xong cứ cắm đầu cắm cổ đánh theo bản nhạc, và cuối cùng không hiểu gì cả. Như vậy các bạn có thể là gọi là không phải là mù nhạc, vì các bạn biết nhìn, nhưng các bạn lại điếc nhạc, các bạn không nghe được gì cả, bạn không hiểu gì cả. Các bạn không hiểu là âm nhạc nó như thế nào, how music works, là các bạn không hiểu, không biết. Như vậy là điếc nhạc. Rồi giả sử như là, ví dụ giả sử chúng ta cái bài trong La Thứ đi, chúng ta biết là như này, và chúng ta tìm được như này. Giả sử một cái bài thí dụ đúng không, các bạn hỏi câu đó là các bạn biết là làm sao tôi đánh được cái nốt, tôi biết cái nốt nào để đánh. Các bạn phải nghe được không, các bạn phải sướng ba da da đi, thì các bạn tìm ra được ở trong những cái khóa khác tôi đã nói về cái cách các bạn tìm ra cái giọng đúng không. Thì giả sử chúng ta tìm ra được là giọng La Thứ rồi đi, thì bây giờ các bạn phải sướng là ta da da đi, và các bạn phải mò một hồi nó mới quen. Nhưng mà thường cái giai điệu nó đa số những cái nốt nó sẽ rơi vào những cái hợp âm, nếu các bạn hòa âm được các bạn sẽ tìm được cái nốt thôi, nó không khó một chút nào cả. Thì cái đây là thói quen thôi. Thì ba da da đi, ba da ta da da đi, ta da đi, đó đây là La Thứ tiếp theo. Ba ba vi do re đi, ta da đi da, ta đi da, đó thì đây chính là nốt mi đây. Lúc này tôi ví dụ nốt mi đúng không, nhưng nốt mi ở đây nó ở trong cái context là ở trong giọng La Thứ. Ba ra thi, các bạn đang đánh La Thứ đúng không, ba ra đi đó, okay. Đây nốt mi là khoảng năm của bao La Thứ ở đây, các bạn phải nghe mà. Ba ra ra đi, thực chất nó lại là thứ ba ba bi đó, các bạn đánh đi lại và nghe, lúc đó các bạn phải nghe được cái La Thứ này ba ra ra đi. Rồi sau đó các bạn sẽ nghe những cái nốt tiếp theo là nó cao hơn cái nốt ba ra ra đi, xong rồi nghe tiếp những cái nốt khác xem là nó cao hơn nó thấp hơn, ba ra ra đi pi đi 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 đó, pi đi 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 là gì, pi đi đi bốn nốt đó là gì, nó bằng cao độ đúng không. Nếu các bạn nghe nó thành thấp hơn hay cao hơn là các bạn có vấn đề rồi, đúng không? Ba ra 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 thì không thể nào mà cao hơn hay thấp hơn được đúng không. À, mi này đều nó mi, đó rồi các bạn biết các bạn thì nãy giờ nó chỉ là thứ rồi mà đó. Rồi thì lúc này các bạn làm 5-7 lần như vậy thì các bạn thấy cái quan hệ, cái mối liên hệ giữa cái nốt mi này với cái bài này nó như thế nào. Cái đó nó mới là vấn đề, chứ không phải nốt mi. Cái nốt mi mà nó rời khỏi cái bối cảnh của nó thì nó chẳng có một cái ý nghĩa gì. Giống như các bạn học vậy, tôi nói là các bạn học từng từ một nó không có ý nghĩa gì cả, mà nó các bạn không đời nào các bạn sử dụng được, không hiểu bất cứ một cái gì cả.
đó thì các bạn đi các bạn lúc này cái nốt mi nó dần dần nó trở thành cái người bạn của các bạn, chưa xong đâu, nó sẽ còn nhiều năm nữa, nhưng mà ít nhất đây là cái con đường của chúng ta, cái cách chúng ta tiếp cận. À. Ba ti da da ba bi thì rõ ràng ta ti là cái nốt kia nó cao lên rồi, nếu các bạn mò ra mà nó là thấp hơn thì là cái lỗ tai của bạn có vấn đề, các bạn phải chỉnh nó, nó không cách nào khác hết. Ba bi thì tất nhiên là kia phải cao hơn rồi đúng không, thì các bạn dần dần các bạn sẽ quen ba bi ba bi ba bi ba ba, các bạn lặp đi lặp lại đúng không, ti da da, sao nghe nó hơi quen quen đúng không, ti da da ba da ti đi đà đà và đà đi, nghe nó giống như là một cái hợp âm đúng không, không biết hợp âm gì nhưng mà nghe có vẻ đi đà đà và đà đà đi đà 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 đi đà đà đi đà đà. À đây chính là nốt la rồi, à pi ba ba chính là thứ ngon, la đây mi này, đô này. La mi đô đây là thứ này. Da 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 đi 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 à, la thứ. Thì bắt đầu chúng ta mới nghe vậy, bắt đầu chúng ta biết à, té ra là la thứ. Nãy giờ toàn là những cái nốt ở trong la thứ, chẳng qua là chúng ta nghe chưa quen. Da 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 đi da da đi da da đó. Thì tất nhiên các bạn không, nãy giờ có 5-10 phút thì không thể nào rằng tôi chỉ như vậy sau đó các bạn đánh ro ro không có chuyện đó đâu. À. Nhưng nãy giờ tôi nói là gì, là cái cách mà chúng ta tiếp cận, cái cách các bạn muốn học nốt. Nhưng tôi nói đi nói lại cả trăm lần với những học viên tôi là gì, một khi đệm chưa được, hòa âm chưa tốt, tiết tấu chưa tốt, đừng có tham mà đánh những cái gọi là solo rồi lead này, vì chính tôi đã mắc cái sai lầm này rồi. Thấy thì thấy nó có vẻ là ta đây là ở cái đẳng cấp cái cao đánh lead đấy, nhưng mà tôi nói rồi, tôi đã sống bây giờ là 50 tuổi rồi, tôi nói lão chi đúng không, mà tôi đã trải qua những cái chuyện này hết rồi đó. Đừng có tham những cái trò đó, bỏ cái tôi của mình đi, vì kiểu gì mình đánh chẳng ra cái gì đâu. Đâu mình so với những người không biết thì mình thấy khá, chứ còn ở trên đời này mình chẳng bằng ai hết, cho nên đừng bỏ những cái này. Đâu nếu mà cái ghi chắc rồi ok, nếu các bạn học cũng được, nhưng mà sao học không phải để chúng ta biểu diễn đâu, mà để chúng ta hiểu hơn các bạn. Cái đó để làm gì, để các bạn bạn nghe sâu vào cái la thứ, nghe sâu vào cái mối liên hệ giữa cái giai điệu và cái hợp âm, cái hòa âm của nó là như thế nào đó, để chúng ta học, để chúng ta tập nghe làm cái lỗ tai chúng ta nó nhạy bén hơn. Thì đó tôi cho mới nó mới là cái cách học đúng, và dần dần các bạn sẽ nhạy hơn, chứ không phải là phải mò mẫm như là nãy giờ đó. Thì cái này nãy giờ tôi không biết nói bao lâu rồi, nhưng mà sở dĩ tôi phải nói như vậy và tôi không muốn chỉ cho các bạn biết là còn nếu như vậy thì rất dễ, ai chẳng chỉ được đúng không, nốt lá này ở đây nè, nốt lá, la ở đây có cái nữa ở đây, nốt lá nốt la rồi cái này này, nhìn cái hình thù này ai cũng chỉ được hết, có gì mà khó đúng không? Những cái gì là những cái đó thì nó đầy ra, cái đó thuộc về thông tin, còn thuộc về bản chất và thuộc về một cái hệ thống nó phù hợp với cách chúng ta học nhạc, thì lúc đó là cần phải có kinh nghiệm và cần đầu tư suy nghĩ nữa, chứ không phải là đây các bạn hỏi những cái câu nó có tính chất thông tin thì tôi thấy nó thường lắm. Bởi vì các bạn bây giờ có thiếu thông tin đâu, ai cũng biết dùng internet, ai cũng có cái máy tính điện thoại, mà hỏi là các nốt
ví dụ như nó, các nốt nó nằm ở trên cần đàn này, nằm ở đâu đi, nốt đô nằm ở đâu, tại sao lại phải hỏi những cái câu như vậy? Cái câu này không đáng để hỏi. Đó. Chúng ta nên hỏi những câu thuộc về bản chất, hỏi những cái câu mà làm cho chúng ta trong quá trình học nhạc nó làm chúng ta bế tắc, thì chúng ta mới cần phải hỏi. Đó. Chúng ta mới cần gỡ nút thắt. Những cái người người ta đi trước chúng ta, người ta cũng đã trải qua, là người ta gỡ nút thắt cho chúng ta, chứ đừng có hỏi thông tin. Hỏi thông tin là như trẻ con rồi, trẻ con nó không biết nên nó mới phải hỏi. Chúng ta biết cha, chúng ta biết thầy kia, tại sao hỏi như thế này? Đó là tôi làm cái này để mà lỡ có ai hỏi nữa thì tôi biểu thôi, tôi không trả lời nữa, và tôi chỉ qua cái video này. Rồi xin cảm ơn.